Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 15 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao Chủ đề của phần 15 này là Nguy hải quản tổ diên, trào tao chư chỉ tờ song bao thái trẻ che người hải quản tổ diên là cô gái chơi quản đây là chơi, tổ diên là chơi tiktok Trào tao là tìm được chư chị tờ song bao thái trẻ che song bao thái trẻ che tức là người chị song sinh chư chỉ tờ song bao thái trẻ che là người chị song sinh của mình sau đây xin mời mọi người xem nội dung chi tiết nhé chi nẻ nhi duê là tháng 1 năm nay hở nản nụy hải chẳng khưa khưa hở nản nụy hải chẳng khưa khưa cô gái người hà nam tên là trần kha kha thì từ kha này tức là chỉ những cái hòn đá đẹp giống như là những cái viên ngọc à, cái từ khứa có nghĩa đó tức là những viên đá đẹp như ngọc hở nản người hải chân khứa khứa chai quản đồ dính sữa chai quản đồ sữa tức là quản đồ dính to sữa hô khi mà đang chơi tiktok khan to là dĩ cưa khan to là dĩ cơ tức là trông thấy ý cơ đây tức là ta sẽ biết đó là ý cơ nụy hải trang ly một cô gái tên là trương lệ mà cái cô gái này như thế nào Hỡ chư trì tràng tơ ý giang tên nụy hải trang ly trông thấy một cô gái tên là trương lệ mà trông giống y như mình từ tràng tơ này mọi người có thể tạm dịch là trông ví dụ thá tràng tơ trầm bá giang cô ấy trông thế nào À, thá tràng tơ hình khéo len cô ấy trông rất đẹp Vậy tràng tơ tạm dịch là trong Như vậy nguyên một cái đoạn này chúng ta sẽ tạm dịch là Vào tháng 1 năm nay Trần Kha Kha một cô gái người Hà Nam Trong khi đang chơi Tiktok Thì nhìn thấy một cô gái tên là Trương Lệ Trông giống y như mình qua ý toán sự gian tờ lẻo trẻ, chính qua là trải qua, ý toán sự gian là một quảng thời gian. Chính qua ý toán sự gian tờ lẻo trẻ qua một quảng thời gian tìm hiểu. Lèn cơ rỉnh phá xiên, hai người đã phát hiện hoặc là thấy rằng thà mình chủ lờ tràng tơ xiên. Họ hoài giống nhau ra. Thà mình chủ lờ tràng tơ xiên, trông giống, giống nhau. Ra. Ai ho về dĩ giang Và sở thích đó cũng giống như nhau nữa Tức là ngoài cái việc là ngoại hình trông giống nhau Thì sở thích cũng giống nhau Ai ho về dĩ giang số gì tham Minh trễ ta Cho nên họ cảm thấy rằng Tham Minh dĩ tinh sư trẻ mê Họ nhất định là chị em Tham anh dĩ tinh sư trẻ mê Sư ở sư chiều rư vào ngày 29 tháng 4 Lèn cơ rễn trung dữ tầng to là DNA chen tinh tờ trẻ của Lèn cơ rễn là hai người Tức là hai cái cô gái đó đó trung dĩ tầng to là Cuối cùng cũng đã chờ được Chờ được cái gì nào DNA chen tinh tờ trẻ của là kết quả giám định DNA Chen tinh là giám định tham chiêu sư, họ chính là song bao thai trẻ mê Chị em, chị em gái song sinh chuỗi tạo cái cơ quả của hô, người vui đến cơ chế của hô, tức là sau khi biết được cái kết quả này, hòa cơ Chúng ta khóc hòa lên. Chúng ta lại, hai người vui đến mức khóc hòa lên. tức là khóc hòa lên. Chúng ta liền cơ lên. y hoàn sang, mỹ

và DNA trên tinh chế của pha to là tổ yên mang cái kết quả DNA pha to là gửi lên pha to là tổ yên là gửi lên tiktok tức là tải lên tiktok toán toàn tơ toán toàn tơ chỉ có sèo sữa không có tơ cũng được toán anh chỉ có sèo sữa trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi chiêu dầu sữa y quan cưa tiền tranh thì đã có 110 lượt lược lai like. chiêu dầu một quan tức là bằng 10 ngàn với đây sửa di quan tức là 110 trăm ngàn sửa di quan cưa tiền tranh tiền chan là lực lai like. được thất ợ chẩn khơ khư tờ vàng phu mù khở trang ly tờ vàng phu mụ vàng phụ mù là bố mẹ nuôi hoặc là cha mẹ nuôi cha mẹ nuôi của à, trình kha kha và cha mẹ nuôi của trương lệ DNA trên tinh từ trẻ của sau khi từ hô này là sau khi sau khi biết kết quả giám định DNA trư to DNA trên tinh từ trẻ của Hồ về sơ chú là sư sửa cũng đã nói ra sự thật về sơ chú là sự sửa tham sư so ta họ chính là được nhận nuôi là người được nhận nuôi tơ đây ta sẽ hiểu là tơ rỉnh sâu dàng tơ rễn tức là cái người được nhận nuôi thôi suy rãnh sư sâu dàng tơ hải chưa suy rãnh sư sâu dàng tơ hải chưa tuy là con được nhận nuôi tức là con nuôi thôi tan xưa dàng phu mù tuy tham minh chính tờ tôi phải sẵn họ nhưng mà những cái người cha mẹ nuôi này tuy tham minh là đối với họ Trên tờ tôi phải sẵn họ thực sự là điều rất là tốt chính là tôi phê sẵn họ như vậy là cha mẹ nuôi của trình kha kha và của trương lệ đều đối xử với hai cái cô gái này rất tốt tha minh di trữ tôi qua tờ phê sẵn khoai lơ tha minh di trữ tôi qua tờ phê sẵn khoai lơ họ di trữ là luôn 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 qua tờ phê sẵn khoai lơ tức là luôn được sống một cách rất vui vẻ như vậy là họ luôn được sống một cách rất vui vẻ Dàn phú mù tôi thấy chẳng ai tham minh Những người cha mẹ nuôi này đều rất là thương yêu chúng Dàn phú mù tôi thấy sẵn ai tham minh Thận Khư khưa, khưa trang lý số Trần, à, Trình Kha Kha và Trương Lệ đã nói Tham minh buổi huê suy trào xin sân phu mù Tham minh vũ huy tức là họ sẽ không Từ huy có một cái nghĩa là sẽ Họ sẽ không suy trào xin sân phu mụ Là đi tìm cha mẹ ruột của mình Thân sinh phụ mẫu Tức là cha mẹ ruột Yên quê tham minh vũ sàng răng Dàng phu mụ nản cua Bởi vì họ không muốn để cho cha mẹ nuôi phải buồn Dù ý sư tờ sư Điều thú vị là dù ý dung hoa chuyển tinh là trang sư Họ đã dùng cái cách Cách gì nào Hoa chuyển tức là uh, quấn tù tì Hay là quấn tù xì gì đó Tùy mọi người à, cái, Mọi người dùng cái từ nhé Từ này mình cũng không 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 có Chắc lắm có người đó là quấn tù tì Có người là quấn tù xì Có người là quấn tù xì Tùy ha, mình bỏ vào trong cái hoa kép Tha Minh Dung hoa chuyển trẻ định là Trang Lý sư姐姐, họ đã dùng cái cách tức là quấn tù xì đó để quyết định à, trương lệ là chị, chẩn hơ sư mây và Trình ca ca là em, em gái. Và đến đây là mình giải thích xong cái nội dung của cái phần 15 này, bây giờ mời mọi người nghe mình đọc lại một lần. Phần này là cái phần mà mời mọi người luyện nghe cho nên chúng ta có thể không nhìn lên màn hình cũng được nghe đi nghe lại nhiều lần Nghe khi nào mà cảm thấy gần như là thuộc Rồi xong học thuộc lòng và kể lại nếu tự kể lại được Trong vòng 1 đến 2 phút thì xem như là thành công Bây giờ mời mọi người nghe nhé Chín nén dĩ duyên, hỡ nán nữ hải <laughs> Chẳng khứ khứ, dài quản tổ yên sửa Khăn to là dĩ cơ, hỡ chỉ tay dĩ dàng tờ 女孩张丽，经过一段时间的了解，两个人发现他们除了长得像，爱好也一样，所以他们觉得他们一定是姐妹。四月二十九日，两个人终于等到了 DNA 鉴定的结果，他们就是。 双胞胎姐妹知道这个结果后，两个人高兴的哭了起来。我们两个人一晚上都没睡，就等着这个结果。陈赫赫说：“姐妹二人把 DNA 鉴定结果发到了抖音。” 短短几个小时就有十一万个点赞。陈可可的养父母和张丽的养父母在知道 DNA 鉴定的结果后，也说出了事实：他们是收养的。虽然是收养的孩子，但是养父母对他们真的都非常好。 他们一直都过得非常快乐，养父母都非常爱他们。陈呵呵和张丽说，他们不会去找亲生父母，因为他们不想让养父母难过。有意思的是，他们用话权决定了张丽是姐姐，陈呵呵是妹妹。 và đến đây là mình kết thúc phần 15 của cái chương trình học tiếng hoa qua những bài văn ngắn chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả và cũng chúc mọi người cùng gia đình an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những thông tin mới nhất nhé à, xin chào mọi người